có tiền liền biến cường chương 556, tiếp mục mới, Trang Ninh Brother. Tiếp mục thứ ba là Trù Vương Tranh Bá, ở nước ngoài, tiết mục này còn có một cái tên khác là Nhà Bếp Địa Ngục, là tiết mục rất được khán giả yêu thích. Tiếp đó, Bạch Thanh Tuyết đề cử ba tiếp mục giải trí uy tín, Trù Vương Tranh Bá, Bảo Tàng Quốc Gia 2, China Gót Tha Lừng 2. Những tiết mục này đã đạt được thành công, cho nên vô cùng được hoan nghênh. Trong đó, trù vương tranh bá vẫn được tập đoàn Long Môn bắt lại. Bảo tàng Quốc gia 2 được tập đoàn Thiên Tử bắt lại. China Gót Tha lần 2 được tập đoàn Phượng Tường bắt lại. Ba tiết mục uy tín này có tổng phí tài trợ 110 ức, cộng thêm hai tiết mục uy tín lâu năm phía trước, như vậy tập đoàn Tinh Quang đã lấy được 159 ức nguyên. Phim truyền hình chung cư tình yêu 3 cùng võ lâm ngoại truyện 3 thu được lợi nhuận rất không tệ, tổng phí tài trợ là 85 ức nguyên. Kể từ đó Mấy hạng mục uy tín lâu năm đã mang đến cho Tinh Quang 244 ức. Cảm ơn mọi người cổ vũ. Trải qua mấy vòng tranh giành kịch liệt, ta nghĩ mọi người đều mệt mỏi, chúng ta nghỉ ngơi giữa trận 20 phút. Sau 20 phút sẽ tiếp tục đại hội chiêu thương. Nửa trận sau chính là hạng mục mới sẽ được Tinh Quang chúng ta đẩy ra, hy vọng mọi người sẽ thích. 20 phút là thời gian nghỉ ngơi, đồng thời cũng là thời gian các vị lão tổng cạnh tranh. Hiện tại đại hội chiêu thương đã qua nữa, đại đa số tiếp mục đều đã có chủ, có thể trở thành nhà tài trợ trong thời gian kế tiếp không? Chính là vấn đề mà bọn họ phải cân nhắc giờ khắc này. 20 phút trôi qua rất nhanh. Hoan nghênh mọi người trở về. Bạch Thanh Tuyết nói ra, hạng mục thứ 8 là Trang Ninh Brother, là chương trình truyền hình thực tế của các minh tinh ngoài trời. Có thể rất nhiều người còn chưa hiểu rõ chương trình thực tế của minh tinh là gì, thật ra cũng không cần giải thích, mọi người chỉ cần tin tưởng tinh quan chúng ta là được, bởi tinh quan chúng ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện ảnh hưởng xấu tới danh tiếng. Ta có thể nói chắc cho mọi người, tỷ lệ người xem tiết mục này tuyệt đối sẽ không kém hơn China Got Talent và Xin China không kém hơn China Got Talent và Xin China đám người xôn xao phải biết Xin China đã trở thành chương trình giải trí cấp hiện tượng, sức ảnh hưởng không biết lớn tới cỡ nào nếu như Trang Ninh Brother cũng có tiềm lực này, như vậy ta nhất định phải có tiết mục ấy. Bởi tiết mục này là một tiết mục ngoài trời, sử dụng tương đối nhiều đạo cụ, cho nên chúng ta chiêu thương xí nghiệp thiên về ngoài trời, ví như ô tô, đồ uống, điện thoại. Cho nên tiết mục này, trừ chủ tài trợ, chúng ta còn tuyển nhận thêm 3 sản phẩm chỉ định khác. Đương nhiên, nếu các tập đoàn hoặc xí nghiệp có thể nhận thầu tất cả, như vậy chúng ta vẫn sẽ chỉ chọn một. Mắt tổng tài đường quý lễ của tập đoàn chính huy sáng rực lên. Bọn họ là tập đoàn lấy đầu tư làm chủ, sản phẩm và xí nghiệp liên quan nhiều vô số, trong đó bao gồm ô tô, đồ uống, điện thoại. Tiết mục này hoàn toàn là chế tạo riêng cho bọn họ, nếu như bao hết tiết mục này, đại hội chiêu thương hôm nay sẽ viên mãn. Những thứ khác đều có thể nhường ra, duy chỉ có tiết mục này là không thể nhường. Hiện tại bắt đầu đấu giá danh ngạch tài trợ chính, giá quy định 10 ức mỗi lần tăng giá không ít hơn một nghìn vạn. Đấu giá chính thức bắt đầu. Theo một tiếng ra lệnh của Bạch Thanh Tuyết, đường quý lễ lập tức đứng lên hô to, ta ra 50 ức, nhận thầu tất cả quảng cáo. Đám người xôn xao lần nữa, trợn mắt hốc mồm. Lập tức tăng giá lên đến 50 ức đã dọa lui rất nhiều người. Đây cũng là mục đích của hắn ta. Chư vị, Trang Ninh Brother này đã được tập đoàn chính huy ta coi trọng, xin các vị từ bỏ thứ yêu thích, đường quý lễ khẽ mỉm cười. Dựa vào cái gì? Tập đoàn chính huy các ngươi thế lớn, nhưng tập đoàn nhỏ chúng ta cũng không phải dễ ức hiếp. Mấy vị lão tổng đứng lên, chúng ta ra 55 ức, bắt hết tất cả quảng cáo. Ánh mắt đường quý lễ ngưng lại, mấy vị lão tổng này hắn ta biết, tài sản của tập đoàn sau lưng bọn họ đều đạt đến 1.000 ức trở lên, mặc dù không bằng tập đoàn chính huy, nhưng liên hợp lại cũng không thể coi thường. Nghi ngờ bọn họ lại len lén liên hợp lại, đột nhiên nổi lên. Nhưng Đường Quý Lễ hoàn toàn không sợ, ta ra 60 ức. Chúng ta ra 62 ức. Lúc này, lại có một liên minh khác đứng lên, chúng ta ra 65 ức, bao hết quảng cáo. Trong nháy mắt biến thành đại chiến ba bên. Cuối cùng, vẫn là Đường Quý Lễ đủ lợi hại, chịu bỏ tiền, lấy giá cả 80 ức bắt lại tiết mục. Hai liên minh khác tương đối lỏng lẻo, cân nhắc tới phương diện lợi ích cuối cùng bọn họ không cách nào được ăn cả ngã về không. Sau khi bắt lại tiết mục này, đường quý lễ cũng nhẹ nhàng thở ra, hiện tại không giống ngày xưa, tiết mục của tinh quan càng ngày càng được thổi phồng, cạnh tranh quá kịch liệt. Trước kia muốn lấy được một tiết mục chỉ cần 60 ức, hiện tại đã tăng lên đến 80 ức. Mấy vị lão tổng khác thận trọng gật đầu, biểu thị đồng ý. Còn chưa tính tiết mục cũ, chỉ riêng việc cạnh tranh tiết mục mới thật có thể dùng từ liều chết tranh đấu để hình dung bọn họ cũng cảm nhận được áp lực rất lớn. Kế tiếp là chiêu thương một phim phóng sự mỹ thực, nó tên là Trung Hoa trên đầu lưỡi, là một phim phóng sự chuyên giới thiệu mỹ thực của Trung Hoa. Chắc chắn mọi người đều biết, tiết mục mỹ thực do tinh quan chúng ta chế tác vô cùng tiên tiến, trước đó có trù vương tranh bá và trù thần, đều lấy được tỷ lệ người xem vô cùng cao. Trung Hoa trên đầu lưỡi là tiết mục mới liên quan tới mỹ thực được tinh quan chúng ta đẩy ra trong năm nay, tuyệt đối sẽ không làm mọi người thất vọng nếu đây chỉ là một bộ phim phóng sự mỹ thực có lẽ các vị lão tổng sẽ không để ý bởi lượng người xem phim phóng sự cũng chỉ có như vậy sẽ không quá cao nhưng hết lần này tới lần khác đây lại là phóng sự mỹ thực do tinh quang đẩy ra vì thế tình huống cũng khác đi rất nhiều bàn về tiết mục mỹ thực không có đài truyền hình nào có thể sánh với tinh quang từ sau khi trụ thần xuất hiện bọn họ đều cảm nhận được sức hấp dẫn của mỹ thực Trung Quốc, thậm chí còn có thể phá vỡ biên giới chinh phục nhân dân toàn cầu, khiến mỗi một người dân Trung Quốc bọn họ đều cảm thấy kiêu ngạo vô cùng. Ở nước ngoài, vừa nói đến mỹ thực Trung Hoa, trên cơ bản mọi người đều sẽ nghĩ đến Trù thần, cùng với tinh quang sau lưng, đây là hiệu ứng thương hiệu. Bây giờ tinh quang lại một lần nữa đẩy ra tiết mục liên quan tới mỹ thực, như vậy tuyệt đối không thể bỏ qua. Trung Hoa trên đầu lưỡi, chỉ chưa một nhà tài trợ duy nhất giá quy định 10 ức, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1.000 vạn. Hiện tại đấu giá bắt đầu. Tập đoàn Long Môn ta ra 30 ức. Tổng tài thiệu khang hoa của tập đoàn Long Môn không kịp chờ đợi đứng ra. Trung Hoa trên đầu lưỡi, một phim phóng sự liên quan tới Mỹ thực Trung Hoa, quả thực là chuẩn bị riêng cho tập đoàn Long Môn bọn họ. Hắn ta tin năng lực chế tác tiết mục Mỹ thực của tinh quang, nếu như có thể mời trù thần ra lại càng đáng giá. Nếu bỏ lỡ tiết mục này, hắn ta không biết còn có thể tìm được tiết mục khác càng thích hợp hơn hay không. Tập đoàn An Dương ta ra giá 35 ức. Một vị lão tổng khác đứng lên. Tập đoàn An Dương cũng buôn bán mỹ thực, có điều bọn họ chủ mãn nước tương. Hiện tại, trên cơ bản, việc làm ăn của hắn ta đang bảo hòa, cần khai thác thị trường nước ngoài, phim phóng sự này thật sự gãy đúng chỗ ngứa của hắn ta. Ánh mắt thiệu khang hoa ngưng tụ, đối thủ đã đến tập đoàn an dương là tập đoàn trăm tỷ mới xuất hiện chuyên kinh doanh mặt hàng nước tương có vị thế số một số hai ở trung quốc tuy quy mô kém hơn tập đoàn long môn của hắn ta rất nhiều nhưng nếu đối phương quyết tâm muốn lấy vẫn sẽ là một đối thủ cường đại thế nhưng tập đoàn long môn của hắn ta hoàn toàn không sợ cạnh tranh phải xem ai hung ác hơn bỏ ra nhiều tiền hơn năm ngoái thiệu khang hoa đã làm ra thành tích quá rõ ràng Đẩy tập đoàn Long Môn lên một giai đoạn mới, hơn nữa còn khai thác thị trường nước ngoài, tổng giá trị tài sản tăng hơn 50%, biên độ tăng trưởng lợi nhuận vượt quá 300%, những công trạng này đều vì đầu tư vào phim truyền hình điện ảnh và chương trình giải trí của Tinh Quang mới đổi lấy được. Vì vậy hắn ta có quyền nói chuyện cực lớn trong tập đoàn, rất được trọng dụng. Hơn nữa chủ tịch đã xác nhận, hắn ta có thể sử dụng khoản tài chính trong vòng 200 ức, phải xem đối phương có hung ác quyết tâm hay không tập đoàn Long Môn của ta, 50 ức. Thiệu Khang Hoa coi thường tập đoàn An Dương, lần thứ hai mở miệng đã kéo giá cả lên trời, chặn lại ở điểm giới hạn. Lão tổng tập đoàn An Dương sợ hãi. Giá 50 ức, lợi nhuận ròng của tập đoàn bọn họ vào năm ngoái cũng chỉ có 50 ức. Vì kiếm một danh ngạch tài trợ mà tốn 50 ức nguyên, nếu đáng giá còn được, chẳng may không được phải xử lý thế nào. Ai đến cổng cái nồi này? Hắn ta cũng chỉ là một tổng giám đốc nói dễ nghe một chút là đã công hoàng đế nói khó nghe một chút chỉ là người làm công cao cấp nếu không làm tốt chắc chắn sẽ bị người ta đá ra hắn ta thật sự luyến tiếc chức vị này vì vậy hắn ta không cam lòng ngồi xuống cuối cùng trên đầu lưỡi trung quốc bị tập đoàn long môn lấy được tiếp theo là cạnh tranh phim truyền hình trong nửa năm đầu tinh quang chúng ta chủ yếu đẩy ra hai bộ phim truyền hình một trong số đó tên là danh nghĩa nhân dân là một bộ phim truyền hình chống tham nhũng do tinh quan chúng ta đẩy ra hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương. Nghe đến đó, rất nhiều lão tổng cảm thấy rất thất vọng. Không có nhiều người thích xem mấy bộ phim chính trị như thế này, trên cơ bản không có tỷ suất người xem gì cả. Trước đó cũng có những bộ phim truyền hình kiểu này, dù quay đẹp hơn nữa, tỷ suất người xem cao nhất cũng không thể đột phá mức 2%, có thể đạt tới 1% đã được coi là khá tốt. Phim truyền hình kiểu này tốn một cái là được cả bó to, kéo mấy đại minh tinh quay một bộ phim truyền hình thần tượng cũng dễ dàng lấy được tỷ suất người xem này, không cẩn thận còn có thể nổi tiếng. Bọn họ cần gì bỏ gần tìm xa, tốn nhiều tiền cho tinh quang. Thế nhưng, mấy vị lão tổng tập đoàn Long Môn lại rất ăn ý liếc nhìn nhau. Nhặt nhạnh chỗ tốt. Phim truyền hình của tinh quang còn có thể kém sao? Lúc trước bọn họ đẩy ra rất nhiều phim truyền hình đều không được người khác coi trọng, kết quả chứng minh đều là người khác bị mù lúc trước không ai coi trọng chung cư tình yêu bây giờ nó đã biến thành series phim truyền hình kiếm tiền võ lâm ngoại truyện không được ai coi trọng cũng biến thành một series phim truyền hình kiếm tiền lúc mới đầu cũng không ai coi trọng anh hùng xạ điêu bây giờ đã biến thành một bộ phim truyền hình cấp hiện tượng bây giờ còn đang rầm rộ phát sóng lần hai tỷ suất người xem còn đạt đến tính toàn dân mở ra kỷ nguyên võ hiệp thứ hai Bộ phim này được đẩy ra long trọng như thế, chắc chắn hiệu quả không kém. Bởi vì bộ phim này khá đặc biệt, vì vậy chúng ta chỉ chọn 3 nhà tài trợ, giá khởi điểm của mỗi danh ngạch là 5 ức, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1 triệu. Tập đoàn Khang Chính của ta ra giá 10 ức. Tập đoàn Chính Huy của ta ra giá 10 ức. Tập đoàn Phượng Tường của ta ra giá 10 ức. Tập đoàn Mỹ Trang của ta ra giá 10 ức. Lão tổng của 6 tập đoàn lớn lập tức đứng lên trong mắt có tia sáng chớp động. Hiện tại là cạnh tranh nội bộ, ba danh ngạch tài trợ, sáu tập đoàn cạnh tranh, chắc chắn phải có ba người bị đá ra khỏi ván cờ. Nhưng cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt như thế không nhiều, bọn họ không biết sau đó còn gặp được không, vì vậy ai cũng mở hết mã lực để cạnh tranh. Cuối cùng, giá cả tăng lên 30 ức mới dừng lại. Ba danh ngạch nhà tài trợ bị tập đoàn Phượng Tường, tập đoàn Mỹ Trang, tập đoàn Thiên Tử cầm xuống, tổng giá trị 90 ức. Bọn họ đều cảm thấy khá may mắn, chỉ 30 ức đã cầm được một danh ngạch, thật sự quá lợi. Nhìn các chương trình mới khác, giá thấp nhất cũng lên đến 60 ức. Tiếp theo là bộ phim truyền hình thứ hai do Tinh Quang chúng ta đẩy ra trong 6 tháng đầu năm, đồng thời cũng là bộ phim truyền hình võ hiệp dài tập thứ hai do Tinh Quang chúng ta đẩy ra, Thần Điêu hiệp lữ. Bạch Thanh Tuyết trịnh trọng giới thiệu. Hoa Toàn Trường xung sao. Phim võ hiệp dài tập đó nếu là trước kia chắc chắn không ai coi trọng. Nhưng từ khi Tanh Hùng xạ điêu ra đời đến nay, tỷ suất người xem biên cùng đạt tới cấp hiện tượng, thổi lên một cơn gió lốc võ hiệp ở khu vực châu Á, mở ra kỷ nguyên võ hiệp thứ hai. Nghe nói dưới sự ảnh hưởng này, rất nhiều bộ phim truyền hình võ hiệp vội vàng bấm máy, dù là những bộ phim võ hiệp đã được phục chế tới rách nát cũng lần nữa được đẩy lên. Thế nhưng, không phải ai cũng có thể mở ra thời đại võ hiệp, những bộ phim võ hiệp được đẩy ra nói là phim võ hiệp dài tập chẳng thà nói là phim ngôn tình khoác lớp võ bọc võ hiệp vô cùng cay mắt thế nhưng phim võ hiệp do tinh quang quay chắc chắn sẽ khác với đám yêu diễm tiện hóa kia bạch tổng bộ phim truyền hình võ hiệp này là thể loại gì kể về câu chuyện gì có người hỏi lại có người hỏi bạch tổng trong lòng ta có một nghi ngờ trong thần điêu hiệp lữ cũng mang theo một chữ điêu chẳng lẽ cũng có liên quan gì với anh hùng xạ điêu sao Bạch Thanh Tuyết mỉm cười, vấn đề từ tổng vừa hỏi rất hay, để ta trả lời vấn đề của ngài. Thần Điêu Hiệp Lữ vẫn kể về một câu chuyện võ hiệp ở Triều Tống, trong đó có hoàng dung tinh linh cổ quái, quách tỉnh chất phát thật thà lại yêu nước yêu dân, cùng đủ loại ngũ tuyệt đứng trên đỉnh cao võ lâm. Thần Điêu Hiệp Lữ có thể được coi câu chuyện tiếp diễn anh hùng xạ điêu. Tiếp diễn anh hùng xạ điêu. Còn có hoàng dung quách tỉnh, ngũ tuyệt thiên hạ ra sân. Trong bộ phim truyền hình này, chúng ta sẽ cố gắng sử dụng lực lượng có sẵn để tiến hành quay chụp. Mặt khác âm nhạc vẫn do luyến tuyết ái tử phụ trách, miên chất nguyên vị, chúng ta sẽ đưa mọi người vào một thế giới võ hiệp giả tưởng. Cố gắng sử dụng lực lượng có sẵn để quay chụp. Còn có luyến tuyết ái tử phụ trách âm nhạc. Đã có thể chắc chắn, thần điêu hiệp lữ nhất định sẽ là phim võ hiệp cấp hiện tượng tiếp theo. Lần này, có rất nhiều lão tổng ở đây đều dao động. Bởi vì đây là bộ phim đã đoán được tỷ lệ người xem. Không ai có thể chống lại dụ hoặc này. Có thể một bước lên trời hay không, phải xem lần này. Thần Điêu Hiệp Lữ chỉ chọn 5 nhà tài trợ, một danh ngạch nhà tài trợ không thấp hơn 10 ức nguyên, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1.000 vạn, bây giờ bắt đầu cạnh tranh danh ngạch nhà tài trợ thứ nhất. 10 ức nguyên. Ta ra 15 ức. 20 ức. Giá cả một đường tăng vọt. Chỉ có 5 danh ngạch, nhưng ở đây lại có hàng trăm người tranh, tập đoàn ngàn ức đã vượt quá 30, tập đoàn ngàn ức lâu năm cũng có hơn 10, thật sự quá khốc liệt. Mỗi một vị lão tổng đều vứt bỏ mặt mũi liều mạng hô giá, không lấy được danh ngạch này thề không bỏ qua. Cuối cùng, danh ngạch nhà tài trợ thứ nhất của thần điêu hiệp lữ bị tập đoàn Mỹ trang dùng giá trên trời 45 ức lấy được. Lúc cầm được danh ngạch này, tổng giám đốc An Mỹ Nghiên của tập đoàn Mỹ Trang cũng thở vào nhẹ nhõm, nàng ấy mỉm cười, lần này đến không phí công. Tiếp theo là cạnh tranh danh ngạch nhà tài trợ thứ hai. 20 ức. Ta ra 30 ức. Không cần nhiều lời, giá cả trực tiếp bảo tố lên đến hơn 30 ức. Cuối cùng, danh ngạch nhà tài trợ thứ hai bị tập đoàn Khang Chính lấy được với giá 48 ức. Sau khi nhận được danh ngạch này, tổng giám đốc hứa gia hào của tập đoàn Khang Chính tố mồ hôi khắp người, gần như hư thoát. Lần này, ta muốn mở ra cửa hàng của ta ở thế giới võ hiệp. Lần trước, hắn ta tặng danh ngạch nhà tài trợ cho tập đoàn Mỹ Trang, đến bây giờ còn đang hối hận. Hắn ta tuyệt đối không thể nhường cơ hội lần này ra ngoài. Tiếp theo là cạnh tranh danh ngạch thứ ba. Danh ngạch thứ ba, thứ tư, thứ năm lần lượt là tập đoàn Long Môn, tập đoàn Thiên Tửu và tập đoàn Phượng Tường lấy được, giá cả mỗi một danh ngạch đều vượt quá 50 ức, hung hăng dọa đám người lùi lại. Cuối cùng, thần điêu hiệp lữ bị năm tập đoàn ngàn ức lâu năm là tập đoàn mỹ trang tập đoàn khang chính tập đoàn long môn tập đoàn thiên tửu và tập đoàn phượng tường bao hết tổng giá cả cuối cùng đạt đến 252 ức nguyên các lão tổng chỉ có thể than thở đúng là lục đại thiết quan hệ thật sự quá cứng rắn ngay cả một ngụm canh cũng không để lại cho người khác đã mất đi danh ngạch nhà tài trợ chỉ có thể tranh đoạt quảng cáo giữa lúc phát sóng mười vị trí quảng cáo trong lúc phát sóng cũng cạnh tranh vô cùng kịch liệt cuối cùng bán ra với giá 53 ức nguyên. Nói cách khác, bộ phim truyền hình Thần Điêu Hiệp Lữ này chỉ tiền quảng cáo đã kiếm lời 305 ức nguyên. Thật sự là kiếm lời phát điên. Bọn họ cũng cảm thấy mình điên rồi, lại điên theo tinh quang. Tiếp theo là cạnh tranh danh ngạch nhà tài trợ liên quan đến phim điện ảnh. Trong nửa năm đầu ảnh nghiệp tinh quang của chúng ta chủ yếu đẩy ra 3 bộ phim. Bộ thứ nhất tên là Trai già, Mảnh Long Quá Giang. Không sai, đây cũng là phần tiếp theo của bộ phim điện ảnh Cowboy, đồng bộ với China tha lừng siêu ăn khách năm ngoái, kể lại câu chuyện hai lão nam nhân này đi tham gia China tha lừng ở nước ngoài. Phim điện ảnh đồng bộ với China Ghost Phần tiếp theo của Cowboy. Đều là chiêu trò đại biểu cho doanh thu phòng vé. Đối với những nhà tài trợ như bọn họ, doanh thu phòng bán vé càng cao, có nghĩa càng có nhiều khán giả, sức ảnh hưởng càng rộng lớn dù là phim điện ảnh quay nát hơn, nhưng chắc chắn tỷ lệ người xem vẫn đạt tới tiêu chuẩn nhất định. Nhưng tinh quang có phim điện ảnh nát sao? Bộ phim điện ảnh Trung Quốc có doanh thu phòng vé cao nhất năm ngoài là do tinh quang tạo ra. Oh boy, cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, cô nàng ngỗ ngáo, mỗi một bộ đều có doanh thu phòng bán vé vượt quá 40 ức nguyên, miễu sát các bộ phim điện ảnh cùng thời kỳ. Lợi hại nhất là Cô nàng Ngỗ ngáo đã trở thành một trong 20 bộ phim có doanh thu phòng bán vé cao nhất toàn cầu. Chính vì vậy, ảnh nghiệp Tinh Quang đặt vững địa vị của mình trong ngành công nghiệp. Tài trợ cho bộ phim này, ổn thỏa. Vì vậy không cần Bạch Thanh Tuyết giới thiệu nhiều, mọi người lại bắt đầu cạnh tranh, mọi người mài dao xoèn xoẹt. Cuối cùng, trai già, Mãnh Long Quá Giang chọn bốn danh ngạch tài trợ, tổng phí tài trợ vượt quá 80 ức. Phim điện ảnh còn chưa bắt đầu thậm chí ngay cả kịch bản cũng chưa có đã kiếm được tiền bộ phim điện ảnh thứ hai của chúng ta tên là tình yêu đầu tiên kể về một câu chuyện tình cảm thanh xuân cũng giống với cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi năm ngoái chỉ có điều lúc này ngược lại là nữ theo đuổi nam ta tin tưởng sau khi mọi người xem bộ phim này chắc chắn sẽ bị nó làm cảm động vô cùng dù là nam hay nữ tình yêu đầu tiên vốn là một bộ phim điện ảnh đề tài thanh xuân do nước thái đẩy ra kể về câu chuyện một vịt con xấu xí theo đuổi bạch mã vương tử. Tuy nội dung cốt truyện khá cũ và cẩu huyết, nhưng lại có thể rung động lòng người. Vì vậy, Lâm Bắc Phàm không nhịn được lấy nó ra, vừa vặn kết hợp với năm ấy. Quay phim điện ảnh về đề tài khác có lẽ bọn họ còn do dự, nhưng về đề tài thanh xuân, rõ ràng tinh quang là người trong nghề. Vì vậy lần này, các lão tổng lớn cũng không do dự, rối rít hô giá. Bốn danh ngạch nhà tài trợ, cuối cùng tổng phí tài trợ đạt đến 60 ức nguyên. Hai bộ phim mở đầu đều khiến các vị lão tổng rất hài lòng. Bây giờ chỉ còn lại bộ phim điện ảnh cuối cùng. Bộ phim điện ảnh có thể được đặt ở cuối cùng, coi như áp trục, sẽ mạnh đến mức nào. Bạch Thanh Tuyết mỉm cười, hạng mục cuối cùng, cũng là bộ phim cuối cùng, tên là Vô Giang Đạo, kể về câu chuyện của cảnh phỉ. Bởi vì nội dung cốt truyện của bộ phim này là một điểm nhấn, ta không tiện tiết lộ quá nhiều ta chỉ có thể nói với mọi người, Vô Gian Đạo là một bộ phim điện ảnh hoàn toàn không thua kém cô nàng ngổ ngáo. Nó sẽ lao ra nước ngoài, càng quét toàn cầu. Thậm chí có thể gặt hái được rất nhiều giải thưởng lớn quốc tế. Không kém hơn cô nàng ngổ ngáo. Lời nhận xét này đã đủ rồi. Cô nàng ngổ ngáo là đẳng cấp gì? Đây chính là bộ phim điện ảnh nằm trong top 20 bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất thế giới, hơn nữa còn xếp hạng thứ 11 trong top 20 vị trí khá cao. Nếu không phải có 8 công ty điện ảnh lớn vây quét, có lẽ xếp hạng còn có thể tăng lên một hai vị trí. Bây giờ, Bạch Thanh Tuyết dám phát ngôn rằng vô Giang đạo không kém hơn cô nàng ngỗ ngáo, có nghĩa ít nhất vô Giang đạo cũng nằm trong top 20 bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất toàn cầu. Phim điện ảnh kiểu này tương đương với phim truyền hình cấp hiện tượng. Bỏ lỡ trù thần, bỏ lỡ anh hùng xạ điêu, bỏ lỡ sinh, china, lại bỏ lỡ thần điêu hiệp lữ chẳng lẽ lúc này lại bỏ lỡ nếu không làm một đợt chẳng phải là đến phí công thế là tiếp theo các vị lão tổng đều điên cuồng liều mạng gọi giá mười ức nguyên ta ra hai mươi ức ta hai mươi lăm ức danh ngạch bốn nhà tài trợ giá cả mỗi danh ngạch tài trợ đều cao đến bốn mươi ức ngay cả tập đoàn long môn tập đoàn khang chính cũng tham gia vào nhưng trước đó bọn họ đã tiêu tốn quá nhiều tiền bạc, không cách nào cạnh tranh được với những người khác, chỉ có thể bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy. Cuối cùng, vô gian đạo lấy được tổng phí tài trợ là 160 ức nguyên. Trong lúc các lão tổng lớn đang chém giết người chết ta sống ở trong đại hội xúc tiến đầu tư, đám quần chúng vây xem đại hội xúc tiến đầu tư ở bên ngoài cũng rất sốt ruột, muốn tìm tòi chân tướng. Trên thực tế, rất nhiều người ngoài giới đều đang chú ý đến đại hội xúc tiến đầu tư lần này của Tinh Quang. Năm ngoái tinh quang tổ chức đại hội xúc tiến đầu tư hai lần đều tạo ra kỳ tích, tổng số tài trợ nhận được sau hai đại hội xúc tiến đầu tư đều gần 1.000 ức nguyên, đẩy ra hai bộ phim truyền hình cấp hiện tượng, còn có một chương trình giải trí cấp hiện tượng, thành quả nổi bật. Vì vậy bọn họ cũng rất muốn biết, đại hội xúc tiến đầu tư vào đầu xuân năm mới sẽ có thành tích gì. Vì vậy, khi đại hội xúc tiến đầu tư kết thúc, sau đó thông báo số tiền giao dịch, người bên ngoài đều ngạc nhiên sợ hãi. Tất cả 14 hạng mục, 7 hạng mục cũ, 7 hạng mục mới, tổng cộng thu hoạch được số tiền quảng cáo 1069 ức nguyên, đột phát 100 tỷ, còn nhiều hơn tổng hai đại hội xúc tiến đầu tư của năm trước. Trồng rã hơn 1.000 ức, chỉ dựa vào đại hội xúc tiến đầu tư này tinh quang đã điên cùng kiếm lời. Một đại hội xúc tiến đầu tư cũng sinh ra một tập đoàn trăm tỷ. Lại sáng tạo ra một kỳ tích nữa, tinh quang là một cái tên thổ hào. Cho tới bây giờ vẫn không dám tưởng tượng kiếm tiền lại là việc dễ dàng như thế. Ngươi tưởng những lão tổng đó bị mù à. Nếu không phải Tinh Quang có thứ tốt, bọn họ sẽ cam lòng tiêu tiền. Ta cảm thấy bản thân không theo kịp bước chân Tinh Quang. Trời à, Tinh Quang lại bay lên lần nữa. Ngoài trừ việc mọi người chú ý đến tổng số tiền, có chú ý đến hạng mục mới do Tinh Quang đẩy ra lần này. Chương trình giải trí mới Rang Ninh Brother phim phóng sự mỹ thực trên đầu lưỡi trung quốc phim dài tập danh nghĩa nhân dân thần điêu hiệp lữ phim điện ảnh trai già mãnh long quá gian tình yêu đầu tiên vô gian đạo mỗi một hạng mục đều đưa tới sự thảo luận rộng khắp đối với người trong giới giải trí mà nói bọn họ càng chú ý đến tinh quang hơn người bình thường càng chú ý đến phim truyền hình và điện ảnh do tinh quang muốn đẩy ra bởi vì điều này có nghĩa là cơ hội nổi tiếng tinh quang gần như luôn tuyển vai diễn công khai ví dụ như trù thần, anh hùng xạ điêu đều tiến hành tuyển chọn vai diễn rộng rãi cả nước, vì vậy mỗi một diễn viên có ước mơ có thực lực đều có cơ hội vươn lên. Nghệ sĩ bên trong tinh quang cũng chỉ được hưởng chút ưu thế ra tay trước mà thôi, nếu thật sự không được vẫn sẽ bị bác. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tinh quang có địa vị cao cả trong giới giải trí. Bởi vì bọn họ đã dẫn dắt rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, dù là tinh quang hay không phải tinh quang, ít nhất ngươi cũng không thể quên ân tình dìu dắt này còn có rất nhiều công ty giải trí nhỏ hơn một chút đều muốn định bợ tinh quang lấy một vai diễn nếu như nhân vật nổi tiếng chỉ dựa vào khoản thu nhập của nghệ sĩ này cũng đủ để nuôi sống một công ty giải trí nhỏ dù sao giới giải trí mạo hiểm rất lớn so với việc bản thân mò đá qua sông đi lại khó khăn không bằng bám vào chuyến xe tốc hành của tinh quang bởi vì nơi này mới là tiền đồ tươi sáng vì vậy đại hội xúc tiến đầu tư tinh quang cũng là thịnh hội của giới giải trí càng là một lần thịnh yến. Ai có thể giành được một chén canh, có nghĩa người đó nhanh hơn người khác một bước, việc nổi tiếng gần trong gan tất. Thế là, điện thoại của hứa hán kiệt bị gọi đến nổ tung. Lão hứa, chúc mừng ngươi thăng chức, bây giờ ta cũng phải gọi ngươi một tiếng hứa tổng. Đâu có, đâu có, chỉ là kiếm miếng cơm ăn. Bây giờ ta muốn đi theo ngươi kiếm miếng cơm, liên quan đến phim truyền hình và điện ảnh của Tinh Quang, cũng chính là đại hội xúc tiến đầu tư lần này, ngươi có thể thuận tiện tiết lộ một chút không? Yên tâm, ta sẽ không nói với người khác. Hứa tổng, lời chúc năm mới hơi muộn, chúc mừng năm mới. A à Hằng, ngươi đừng xa lạ như vậy, cứ gọi ta là lão Hứa đi, vậy thân thiết hơn. Vậy ta cứ gọi ngươi là lão Hứa cho thoải mái, lên chức cũng đừng quên huynh đệ, ngươi là huynh đệ tốt cả đời này của ta. Có thể nhờ ngươi một việc không, gần đây ta luôn phiền muộn vì chuyện này. Có chuyện gì cứ nói nếu ta giúp được chắc chắn sẽ cố hết sức. Phiền người tiết lộ tin tức liên quan đến ba bộ phim điện ảnh kia đi. giang hồ cấp cứu. a kiệt, vừa rồi gọi cho ngươi rất lâu cũng không gọi được. ta còn tưởng ngươi đã đổi số điện thoại. không có đâu thúc. vừa rồi có quá nhiều người gọi đến, không kết nối được. hóa ra là như vậy. a kiệt thúc hỏi ngươi chuyện này cũng liên quan đến hai bộ phim truyền hình và ba bộ phim điện ảnh mà tinh quan định đẩy ra. có tin tức nội bộ gì không? ngươi là người trong nội bộ, tiết lộ cho thúc một chút đi. Thúc, nói thật với ngươi, bây giờ ta cũng là người kiến thức nửa vời, biết không nhiều. Hơn nữa bên trên có quy định. Ta mặc kệ, dù sao tiểu tử nhà ngươi còn nợ ta một nhân tình, ngươi xem mà làm. Cuối cùng hứa hán kiệt không nhịn được nữa tắt điện thoại. Sao ta lại số khổ như vậy? Vì sao mỗi lần tinh quang đẩy ra hạng mục mới, luôn là lỗ tai của ta chịu tội? hứa hán kiệt liên tục cười khổ lần đầu tiên cảm thấy các mối quan hệ của mình quá tốt cũng không phải chuyện tốt nhưng liên quan đến những hạng mục mới này hứa hán kiệt tuyệt vọng bày tỏ hắn ta thật sự không biết rõ tình hình bàn về mức độ bảo mật sợ rằng không so nổi với tinh quang mỗi lần đẩy ra hạng mục mới ngoại trừ ba người cầm đầu tinh quang những người khác căn bản không biết dù ngươi có bức tử ta cũng vô ích không nói đến trong giới giải trí ầm ĩ đến thế nào dân mạng bên ngoài đã tràn đầy phấn khởi bàn bạc về hạng mục mới của tinh quang. Ninh Brother chẳng lẽ là một chương trình chạy bộ tập thể hình. Trên đầu lưỡi Trung Quốc, đây là một bộ phim phóng sự liên quan đến mỹ thực Trung Quốc, chẳng lẽ trù thần thật sự tự mình ra tay. Vậy thì quá tốt, trù thần lại ra thêm món mới. Danh nghĩa nhân dân, chống tham nhũng, không muốn xem lắm. Trai già, mảnh long quá gian, lại là câu chuyện hai lão nam nhân theo đuổi ước mơ, lần này chạy ra nước ngoài theo đuổi ước mơ, đột nhiên rất muốn xem bọn họ sẽ xảy ra chuyện cười thổ huyết gì. Tình yêu đầu tiên, năm ấy, phiên bản nữ theo đuổi nam, cảm giác rất mong chờ được không? Nhất là đám nam sinh ngây thơ, đều đắm chìm trong sự y y không rõ. Vô Giang Đạo, phim điện ảnh liên quan đến cảnh phỉ, nhưng tên rất thâm ảo, có vị lão đại nào có thể đoán ra ý nghĩ của nó không? Trong đó được thảo luận nhiều nhất là thần điêu hiệp lữ bởi vì có thể nói anh hùng xạ điêu đang trong vòng phát sóng thứ hai nhưng làn sóng còn chưa rút đi kết quả phần tiếp theo thần điêu hiệp lữ đã lên ngựa hơn nữa còn sử dụng lực lượng ban đầu giá trị mong chờ của khán giả đạt mát lại chuẩn bị được nhìn thấy hoàng dung thông minh cổ quái thật chờ mong đó được không còn có tên ngốc quách tỉnh nữa còn có ngũ tuyệt lại lần nữa xuất hiện câu chuyện hay sắp tiếp tục chỉ tiếp cho dương khang của ta một công tử đẹp trai như vậy lại không thể xuất hiện được nữa, đau lòng khổ sở. Mụi tử đáng yêu một niệm từ phải làm sao bây giờ? Chắc bộ này có nhắc đến chứ? Có lẽ phần này Quách Tỉnh và Hoàng Dung sẽ kết hôn, Quách Tỉnh còn nuôi hai con chim điêu, chẳng lẽ bọn họ chính là thần điêu hiệp lữ? Ta hoàn toàn đồng ý với quan điểm của ngươi, chỉ có bọn họ mới xứng với danh hiệu thần điêu hiệp lữ. Mọi người to gan suy đoán. Có người đoán đúng chân tướng, có người lạc đề đến vạn dặm. Trong tiếng thảo luận của quần chúng, nghệ sĩ trong nội bộ tinh quang nhận được kịch bản Thần Điêu Hiệp Lữ đầu tiên mới phát hiện có sự khác biệt rất lớn với suy đoán của bên ngoài. Nam nữ chính lại không phải quách tỉnh Hoàng Dung, mà là Dương Quá và Tiểu Long Nữ. Câu chuyện này xảy ra vào 10 năm sau, quách tỉnh Hoàng Dung đã có em bé. Nhân vật chính Dương Quá là nhi tử của Dương Khang và một niệm từ. Đương nhiên, tuy nhân vật chính không phải quách tỉnh Hoàng Dung, nhưng câu chuyện vẫn rất đặc sắc. Quách tỉnh trấn thủ tương dương mấy chục năm, bảo vệ quốc gia không bị ngoại địch quấy nhiễu, tình cảm vĩ đại sâu đậm hiệp chi đại giả, vì nước vì dân được thể hiện rõ ràng. Hoàng Dung trở thành quách phu nhân, cũng trở thành ban chủ cái bang, quản lý mấy chục vạn thất cái, dùng sự thông minh tài trí của bản thân giúp đỡ trượng phu bảo vệ quốc gia. Tây độc Âu Dương Phong nghịch luyện cửu âm đến phát điên, khoảnh khắc cuối cùng đã hiểu ra, đồng quy vu tận với bắt cái hồng thất công, cũng coi như cái chết có ý nghĩa lão ngoan đồng với tấm lòng son võ công đạt tới tuyệt đỉnh thay thế sư huynh của mình làm trung thần thông cuối cùng người có tình sẽ thành thân thuộc quay lại với anh cô cũng quy ẩn nơi núi rừng với nam đế còn có vô số anh hùng hảo hán hưởng ứng lời kêu gọi lao tới tương dương hy sinh vì nghĩa dùng máu thịt của bản thân đúc lên vạn lý trường thành mới ngũ tuyệt mới ra đời truyền thuyết võ hiệp tiếp tục thế nhưng kết cục của nhân vật chính dương quá và tiểu long nữ hơi thảm một người gãy mất cánh tay một người mất trinh không còn lành lặn cứ như hai con bướm mất đi nửa cánh chỉ dựa sát vào nhau mới có thể bay lượn một lần nữa tình yêu của bọn họ cảm động trời đất xúc động lòng người trong thần điêu hiệp lữ thể hiện ra chữ hiệp cũng thể hiện ra chữ tình đương nhiên đối với diễn viên mặc kệ kịch bản thể hiện điều gì chỉ cần diễn tốt nhân vật trong đó là được lúc vương xuân sinh nhận được kịch bản này hắn ta rất ngạc nhiên vui vẻ, kích động, ngu ngơ, không dám tin. Tóm lại đủ mọi cảm xúc đang xen. Vốn hắn ta đã chuẩn bị tốt, chuẩn bị sẵn sàng tranh giành nhân vật chính lần này, dù thế nào cũng phải cướp nhân vật chính vào tay. Cuối cùng mới phát hiện không cần tranh giành, còn ai thích hợp với nhân vật Dương Quá hơn hắn ta sao? Lúc trước hắn ta diễn vai Dương Khang, phụ thân của Dương Quá. Bây giờ nhân vật chính trong kịch bản là Dương Quá, Dương Quá lại có vẻ ngoài tương tự với Dương Khang xuân sinh chúc mừng ngươi lại sắp được làm nam chính trước đó diễn vai dương khang lần này diễn dương quá hoàn toàn không thành vấn đề lúc trước cùng thế hệ với quách tỉnh bây giờ biến thành chất tử của hắn ta ha 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 thú vị thú vị rất thú vị ta sợ trong cả giới giải trí cũng không tìm được ai thích hợp hơn ngươi nữa xuân sinh không ngờ người như ngươi thật gian trá có phải đã sớm biết có vai diễn này rồi không trực tiếp nhắm vào nam chính đúng là nhi tử ruột của tinh quang người chung quanh đều đến chúc mừng và trêu ghẹo vương xuân sinh dở khóc dở cười trong lòng hắn ta lại mơ hồ thấy kích động tuy còn chưa quyết định để ai diễn nhân vật dương quá này nhưng rõ ràng trước mắt hắn ta là người có cơ hội lớn nhất cảm giác này cứ như lúc trước hắn ta chiến đấu vì vai diễn tiểu đương gia của trù thần vậy cảm thấy nhân vật chính này được tạo ra vì hắn ta lúc này hắn ta nghĩ đến lâm bắc phàm lúc trước là lâm bắc phàm thuận miệng nhắc một câu khiến hắn ta nằm chặt lấy cơ hội diễn tiểu đương gia của trù thần đến bây giờ hắn ta còn đang nhận được lợi ích rất lớn sau đó lúc tham gia buổi thử vai anh hùng xạ điêu lại là lâm bắc phàm thuận miệng nhắc một câu mới khiến hắn ta từ bỏ nhân vật quách tỉnh vốn không thích hợp với mình tranh giành được cơ hội dương quá này lâm tiên sinh ngươi thật sự là quý nhân của ta trong lòng vương xuân sinh biết ơn lâm bắc phàm sâu sắc lăn lộn trong giới giải trí đặc biệt cần quý nhân diều dắt không có quý nhân diều dắt dù ngươi là một con phượng hoàng bằng vàng cũng không nổi tiếng được vương xuân sinh cảm thấy lâm bắc phàm là quý nhân trong cuộc đời hắn ta nếu không có lâm bắc phàm không biết hắn ta phải lăn lộn bao nhiêu năm mới có thể đi đến trình độ hiện tại chỉ sợ cả đời cũng không có cơ hội này so với người khác hắn ta thật sự quá may mắn nhưng bây giờ Điều cần thiết nhất là phải nhanh chóng làm quen với nhân vật Dương Quá này. Nếu vì bản thân không đủ cố gắng bị người khác cướp mất vai, vậy sẽ bị người cười đến rụng răng, cả đời này hắn ta cũng không tha thứ cho bản thân. Cùng lúc đó, rất nhiều hạng mục mới của Tinh Quang đều sôi nổi bắt đầu. Nhưng cũng gặp phải rất nhiều vấn đề. Trang Ninh Brother nói về sáu nam một nữ, Tinh Quang không có gì nhiều, chỉ nhiều minh tinh, các minh tinh trình độ hạng 2 lại càng nhiều hơn lấy ra mấy người có tính giải trí cốt tạo thành nhóm Trang Ninh Brother. Khách quý bất ngờ cũng rất dễ mời, nhưng bọn họ gặp phải một vấn đề rất lớn là kiểu chương trình này phải có tính sáng tạo toàn cầu, tất cả mọi người không có nhiều kinh nghiệm, còn cần mò đá qua sông. Trên đầu lưỡi Trung Quốc là một bộ phim phóng sự, tinh quang đang thiếu nhân tài quay phim phóng sự, trực tiếp đào một tổ quay phim phóng sự ở CCTV đến, lại mời thêm mấy vị đầu bếp chuyên nghiệp đến làm cố vấn, tìm một diễn viên lồng tiếng khiến người ta thèm ăn nhưng phải làm thế nào để quay được sự trung động của mỹ thực khiến mỹ thực hướng có thể ảnh hưởng tới tình cảm con người còn cần nghiên cứu bàn bạc thêm còn có hai bộ phim truyền hình ba bộ phim điện ảnh mới lên ngựa bây giờ cũng đang tìm kiếm đạo diễn điều duy nhất có thể chắc chắn là thần điêu hiệp lữ vẫn do tiền đa đa làm đạo diễn như vậy mới có thể tiếp nối phong cách võ hiệp của anh hùng xạ điêu thể hiện ra thời đại võ hiệp nguyên chất nguyên vị trước mặt mọi người thế nhưng tiền đa đa tinh mắt còn liếc đến cả bộ phim vô giang đạo này sau đó dựa vào da mặt dày hắn ta mặt dày mày dạng đòi kịch bản của bộ phim này cùng vì nể mặt hắn ta trung thành tuyệt đối lại lao khổ công cao mới giao kịch bản này cho hắn ta danh nghĩa nhân dân là một bộ phim chính trị sẽ lấy được tỷ suất người xem có khả năng phá vỡ sức tưởng tượng của mọi người có yêu cầu vô cùng cao với đạo diễn và diễn viên dựa vào kỹ năng diễn để chống đỡ cho bộ phim này nhưng may mắn tinh quang có rất nhiều lão hí cốt đúng lúc bổ sung thêm nhân viên vào biết đâu sau khi bộ phim này được phát sóng mấy vị lão hí cốt còn có thể xoay người nổi tiếng trở thành ngôi sao hạng nhất bộ phim điện ảnh mới trai già mãnh long quá giang cứ giao cho đạo diễn âu boy là được nghe nói hai vị lão nam chính kia thật sự hợp thành một nhóm chốc Steve brother giúp đỡ lẫn nhau dùng lời nói của bọn họ một chiếc đũa răng rắc một tiếng, dễ dàng gãy đôi. Hai chiếc đũa, răng rắc hai tiếng. Tình yêu đầu tiên quy tụ rất nhiều người, phần lớn đều là tiểu thịt tươi đang hót hoặc là gà con đang hót đến bùng nổ. Bởi vì bộ phim về đề tài thanh xuân, bọn họ có thể dựa vào giá trị nhan sắc để cạnh tranh với những người khác. Nhưng trên phương diện kỹ năng diễn xuất, thôi khỏi nói cũng được. Hai bộ phim truyền hình, ba bộ phim điện ảnh, đây là một buổi thịnh yến mỹ thực. Dựa theo trình độ bình thường của tinh quang, năm tác phẩm này có thể lan xê ít nhất hơn 20 minh tinh, trong đó còn bao gồm mấy minh tinh nhất tuyến. Dường như người ngoại giới cũng ngửi được mùi cá mập bao vây, luôn để ý nội bộ tinh quang nghe ngóng kịch bản thế nào, nhân vật thế nào, đáng tiếc thu hoạch lác đác. Đây chính là ưu thế ra tay trước của nghệ sĩ trong nội bộ tinh quang, bọn họ được ưu tiên nhận lấy kịch bản, ưu tiên chuẩn bị sẵn sàng. Nếu tiết lộ ra ngoài, bọn họ còn cạnh tranh với người bên ngoài thế nào? truyền ra bên ngoài muộn một ngày, bọn họ sẽ lại có thêm một ngày để chuẩn bị. Giới giải trí đều bị tinh quang hấp dẫn. Trải qua gần 20 ngày nghỉ, cuối cùng lớp huấn luyện đánh võ lại lần nữa mở cửa, các học viên quay về. Lâm Bắc Phàm với tư cách hiệu trưởng cười ha hả chào hỏi các vị học viên đã thay đổi diện mạo hoàn toàn mới, chào mọi người. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, đồng thời cũng hoan nghênh các ngươi quay về đơn vị. Chào hiệu trưởng. Các học viên đồng thanh nói, đinh tai nhức óc. Được được được, chào tất cả mọi người. Lâm Bắc Phàm đang nghe chuyện trên TV audio CV mỉm cười hiền lành như một lão gia gia, mọi người cứ tùy ý ngồi xuống trò chuyện, hôm nay là ngày đầu tiên mở lớp, thoải mái một chút, có ai muốn chia sẻ về chuyện trong kỳ nghỉ không? Vương Bảo Bảo hưng phấn nhảy ra, hiệu trưởng đại nhân, hơn 20 ngày qua chúng ta đều không làm gì hết, chỉ chuẩn bị cho phim điện ảnh nếu không phải hiệu trưởng nói có một bộ phim điện ảnh giao cho chúng ta ta đã không nhịn được đi tham gia buổi thử vai của ngũ đại kịch ngũ đại kịch là tên gọi chung của người bên ngoài với hai bộ phim truyền hình ba bộ phim điện ảnh do tinh quang đẩy ra trong đại hội chiêu thương bởi dù là phim truyền hình hay phim điện ảnh tinh quang đều thuộc phái chất lượng thường thừa có thể sánh với các bộ phim lớn vì vậy gọi tắt là ngũ đại kịch đúng rồi bây giờ giới giải trí đều bị ngũ đại kịch làm loạn đến lật trời trên có ảnh đế thiên vương, dưới có diễn viên quần chúng, đều muốn tham gia diễn ngũ đại kịch. Nếu không phải bây giờ có một cơ hội chạm tay là bỏng, chỉ sợ bọn ta cũng chạy đi thử sức. Một vị học viên trong số đó mặt mày hớn hở nói. Người khác là mấy ngàn người kiếm một vai, thiên quân vạn mã qua cầu độc một. Còn chúng ta bây giờ không cần tranh cũng có một cơ hội quý báu như vậy, tất cả đều là hiệu trưởng cho, cảm ơn Lâm hiệu trưởng đã cất nhắc. Ngô Tiểu Kinh cũng vỗ mông ngựa, sau đó sắc mặt nghiêm lại, lớn tiếng nói, một, hai, ba, tất cả cùng nói. Cảm ơn hiệu trưởng đã cất nhắc. Mọi người lại trăm miệng một lời. Nụ cười của Lâm Bắc Phàm lại càng hiền hòa hơn, được, chờ sau này các ngươi công thành danh toại phải nhớ rõ người hiệu trưởng là ta. Sau đó lại liếc nhìn ngô tiểu kinh một cái. Tiểu tử này thật hiểu chuyện, biết cách làm người, bảo sao lại có thể lăn lộn thành công ở một thời không khác ta biết hiện tại các ngươi đã không đợi nổi nữa, chỗ ta có một kịch bản thích hợp giao cho các ngươi, các ngươi trở về tính toán thật tốt, ai muốn đảm nhiệm chức vụ gì, ai muốn diễn nhân vật gì, ai có ý tưởng và sáng tạo mới đủ loại, ta cho các ngươi thời gian một tuần để làm quen, sau đó phân chia nhiệm vụ. Sau một tuần, đưa bản kế hoạch cuối cùng cho ta. Lâm bắc và mở cái rương hắn vẫn luôn mang theo bên cạnh ra, lấy một sấp lại một sấp kịch bản từ bên trong tới, sau đó phân chia cho mọi người. Đám người vô cùng kích động nhận lấy tập kịch bản chỉ dài mười mấy trang này, nhưng lại cảm thấy nặng nề như một ngọn núi. Bởi vì đây là chìa khóa dẫn đến thành công của bọn họ, là chiếc chìa khóa mà bọn họ vẫn luôn mong chờ trong nhiều năm qua. Có người đã không nhịn được lật trang bìa lên. Đội bóng thiếu lâm. Mọi người trợn tròn mắt. Không sai, đây chính là bộ phim điện ảnh ưu tú do tinh gia tự biên tự diễn. Câu chuyện kể về một người tên là A Tinh nghèo rất mùng tơi lại có võ công thâm hậu, tự sáng tạo ra đội bóng đá Thiếu Lâm, cuối cùng đi đến thành công. Bộ phim này vô cùng đặc sắc, võ thuật và bóng đá đã hòa làm một, dùng bóng đá để làm rạng rỡ võ thuật, dùng võ thuật để thúc đẩy bóng đá phát triển, là một tác phẩm tốt khiến tinh gia công thành danh toại. Hơn nữa trong phim của tinh gia, mỗi một vai diễn đều có điểm sáng của mình, dù là vai phụ cũng sáng chói sở dĩ lâm bắc phàm lấy ra một tác phẩm tốt như vậy là vì olympic sắp đến ngay khi bộ phim này được công chiếu cũng là lúc olympic tokyo bắt đầu dựa vào chiêu trò này có thể lăn xê một đợt doanh thu phòng vé có đôi khi phim điện ảnh có kiếm được tiền hay không cơ hội cũng rất quan trọng lâm bắc phàm am hiểu sâu sắc lý lẽ trong đó âu oh phát sóng đồng bộ với china gót tha lừng sau đó lấy được doanh thu phòng bán vé kinh người sinh ra sức ảnh hưởng rộng khắp Cô nàng ngỗ ngáo đúng lúc với sự nổi tiếng của luyến tuyết ái tửu và cả xin China cũng bị hắn lợi dụng, kết quả trở thành phim điện ảnh có doanh thu phòng bán vé xếp hạng 11 toàn cầu. Vì vậy lúc này đẩy ra đội bóng thiếu lâm cũng rất phù hợp. Lâm Bắc Phàm không cần bọn họ có thể quay được tinh túy của tinh gia, dù sao trên đời này cũng chỉ có một tinh gia, nhưng vẫn phải quay phim điện ảnh. Chỉ cần bọn họ cố gắng đi làm, có thể quay bộ phim này theo phong cách của bản thân, diễn xuất sống động hình tượng của mỗi một vai diễn khiến người ta khó quên vậy đã thành công sau đó là tiếng mọi người lật xem kịch bản trong phòng học chưa từng yên tĩnh như vậy lâm bắc phàm cũng không làm phiền bọn họ cũng không cho vệ sĩ đi theo tự đi ra ngoài dạo chơi bây giờ vừa qua tết xuân ở phương bắc vẫn là giữa mùa đông nhiệt độ không khí đã xuống dưới không độ nhưng vạn vật ở phương nam đã bắt đầu thức tỉnh đã có dấu hiệu mùa xuân mặc dù vẫn rất lạnh lẽo nhưng thành phố điện ảnh Giang Nam lại khác, bây giờ nhiệt độ bình thường đã đạt đến 15-16 độ, nhiệt độ vừa đúng, không quá lạnh cũng không quá nóng, chỉ cần khoác một cái áo khoác là có thể đi ra ngoài. Hơn nữa nơi này vẫn luôn giữ được vẻ xanh biếc, còn có hoa tươi điểm xuyết, đẹp không sao tả xiết. Nếu người đến nơi này du lịch đủ một năm bốn mùa sẽ ngạc nhiên phát hiện, hình như thành phố điện ảnh chỉ có một mùa. Chính vì điều kiện khí hậu đặc biệt như thế, khiến cho rất nhiều người thích đến đây du lịch vào mùa đông. Dù đang trong thời gian Tết xuân cũng giống vậy. Còn có rất nhiều đoàn làm phim lựa chọn đến đây quay chụp vào mùa đông, vì vậy hiện tại có rất nhiều người. Trước mắt, lưu lượng trong ngày của thành phố điện ảnh Giang Nam đã đạt đến một vạn người, nếu là ngày nghỉ lễ có lẽ còn nhiều hơn. Điều này đã đạt đến trình độ của rất nhiều khu danh lam thắng cảnh uy tín lâu năm. Thế nhưng hôm nay lại hơi kỳ lạ, bởi vì dù là đám diễn viên hay du khách đều hưng phấn chạy về một phía, nhìn như đi chợ, vô cùng náo nhiệt vị bằng hữu này đang có chuyện gì thế vì sao tất cả mọi người đều chạy sang chỗ đó lâm bắc phàm ngăn một diễn viên quần chúng mặc đồ cổ trang tò mò hỏi huynh đệ chuyện lớn như vậy mà ngươi không biết sao diễn viên quần chúng ngạc nhiên hỏi lâm bắc phàm đã dùng trận pháp đổi một khuôn mặt khác cho bản thân vì vậy người ta mới không nhận ra hắn ta mới đến không biết lâm bắc phàm giả dạng thành người mới ngây ngô Ngươi biết ngũ đại kịch của tinh quang không? Lâm Bắc Phàm gật đầu. Vậy là được rồi, bộ phim điện ảnh tình yêu đầu tiên trong ngũ đại kịch sắp bắt đầu buổi thử vai, Tinh Quang thiết lập một vị trí ở đây, người trong thành phố điện ảnh đều có thể trực tiếp đến thử vai, thời hạn là 2 tuần lễ, vì vậy bây giờ tất cả mọi người đều chạy đến đó. Đôi mắt Lâm Bắc Phàm tỏa sáng, không thể không nói đây đúng là một ý tưởng thiên tài. Chỉ cần làm vậy, thành phố điện ảnh còn thiếu người đến sao? ngũ đại kịch có thể làm năm làn sóng đúng lúc này lâm bắc phàm bị diễn viên quần chúng trước mặt dắt đi huynh đệ ngươi muốn làm gì huynh đệ vừa nhìn khí chất của ngươi ta đã biết ngươi có thể làm minh tinh ta là hy vọng xa vời nhưng ngươi có hy vọng rất lớn sau này phát tài trở thành minh tinh chớ quên ân tình huynh đệ dìu dắt huynh đệ ta không cần ngươi buông tay ra lâm bắc phàm lập tức từ chối Ta là lão đại còn cần đi tham gia thử vai sao? Nếu hắn bằng lòng, tất cả nhân vật chính đều là của hắn. Người kia lại không nghe theo, huynh đệ, có gì đâu mà xấu hổ, sau này ngươi sẽ biết ta tốt. Cứ như vậy, Lâm Bắc Phàm bị kéo đến hội trường thử vai của Tinh Quang. Phát hiện nơi này rất nhiều người nhốn nháo, chật chội cực kỳ. Bởi vì quá nhiều người, trong đại sảnh đã không thể chứa đủ người, chỉ có thể tạm thời ngăn người đến sau ở ngoài chờ khi bên trong có người đi ra thì mới thả thêm người vào. Bình thường, Lâm Bắc Phàm đều đứng ở chỗ cao nhìn xem một đám quả đen, hôm nay hắn lại được tính là một thành viên trong đó, muốn tham dự giành giật vai diễn, cảm giác đặc biệt thú vị. Huynh đệ, đây là phiếu báo danh, ngươi điền thông tin, đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi vào, rất nhanh sẽ đến chúng ta. Lâm Bắc Phàm tiếp nhận phiếu báo danh trong tay, Hiếu Kỳ nói, sao có thể nhanh được, phía trước có nhiều người như vậy ta có người quen trong đó tên diễn viên quần chúng kia rất đắc ý sau đó nhỏ giọng nói người phụ trách trật tự ở bên trong là bằng hữu của ta ta và hắn ta cùng nhau lớn lên quan hệ thân thiết trình tự thử sức lần này đều do hắn ta sắp xếp trong phạm vi quy định hắn ta có thể sắp xếp cho chúng ta thử sức trước thì ra là thế lâm bắt phàm gật đầu huynh đệ điền nhanh đi đợt thử sức tiếp theo sắp đến rồi vai quần chúng thúc giục còn chưa biết quý danh của huynh đệ. Ta họ Chu, gọi ta một tiếng Chu Ca là được, trong những người diễn vai quần chúng, ai mà không biết Chu Ca nghĩa khí ngút trời là ta. Diễn viên quần chúng họ Chu cười đắc ý, sau đó hỏi, huynh đệ còn ngươi. Lâm Bắc Phàm chớp mắt, ta họ Hồ, Hồ Bác Nhất. Tên rất hay. Chu Ca dựng ngón cái lên, xem ra tổ tông huynh đệ đều là nhân sĩ yêu nước. Đúng rồi. Cứ như vậy, Lâm Bắc Phàm nhanh chóng điền phiếu báo danh, sau đó để tên vai quần chúng họ Chu này nộp lên. Tiếp theo là thời gian chờ đợi, Lâm Bắc Phàm nhàm chán, con mắt đảo bốn phía, bay tới bay lui, cuối cùng nhìn thấy hai bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc xuất hiện. Sao các nàng lại tới đây? Hai người kia chính là Dương Tử Nhi và lại Vi Vi. Tử muội, ta nói không sai chứ, nơi này có thật là nhiều tiểu ca đẹp trai, thật nhiều lão côn. Lại Vi Vi vô cùng hưng phấn, lôi kéo tay Dương Tử Nhi nhìn trái nhìn phải, thỉnh thoảng còn sợ hãi kêu lên. Vi Vi, ngươi đừng hưng phấn quá như vậy có được không, giống như tám đời chưa từng thấy nam nhân, thật quá mất mặt. Dương Tử Nhi gạt tay lại Vi Vi ra, vô cùng ghét bỏ nói. Thế nhưng nơi này thật sự có rất nhiều anh đẹp trai, con mắt ta đã sắp theo hoa. Mắt lại Vi Vi lóe lên tia sáng. Có đẹp trai cũng không thuộc về ngươi. Dương Tử Nhi tức giận. Tử muội, chúng ta xem người khác thử sức đi nhìn người khác biểu diễn nhất định rất thú vị nói không chừng còn có thể xuất hiện mấy anh rất đẹp trai nữa lại vi vi cao hứng nói anh đẹp trai không có sức hấp dẫn đối với dương tử nhi nhưng xem người khác thử sức thì thú vị thật mau đi cùng ta dương tử nhi lôi kéo lại vi vi đi vào trong cũng đúng lúc này một chiếc xe buýt xa hoa lái tới từ trên xe xuống đầy tuấn nam mỹ nữ quần áo thẳng tắp ngăn nắp xinh đẹp hình thành trên lệch rõ ràng với đám người lộn xộn với vẫn bên ngoài. Bọn họ mới vừa xuống xe đã đi vào dưới sự chỉ dẫn nhân viên công tác. Bọn họ là ai, sao không xếp hàng đã tiến vào? Có một người thoạt nhìn hình như là du khách bất mãn nói. Chu ca nhiệt tình giải thích, huynh đệ, ngươi không phải người lăn lộn trong giới giải trí sao? Nhìn đồ hóa trang trên người hắn ta đã biết là nhân sĩ thâm niên, tên du khách kia cười nói, bằng hữu ngươi nói không sai, ta tới nơi này du lịch trông thấy có đợt thử sức lại nhịn không được qua thử một lần. Ta cũng có giấc mộng diễn viên, nói không chừng có thể thành đấy. Chu ca cười cười, nói, huynh đệ ngươi nói đúng, cũng nên thử một lần, nói không chừng có thể thành đấy. Huynh đệ ngươi là người ngoại giới, có thể không hiểu rõ chuyện của người trong giới. Giới giải trí chúng ta có cấp bậc xâm nghiêm, tựa như một công ty vậy, cấp bậc càng cao thì ưu thế và quyền lực lại càng lớn. Giống đám người vừa rồi kia, Bọn họ là thực tập sinh của công ty giải trí Bác Nhã, tổ đội tới nơi này thử sức. Tuy bọn họ còn chưa phải minh tinh, nhưng cũng là quân chính quy, mạnh hơn đám rể cỏ chúng ta rất nhiều, cho nên bọn họ mới có thể được xếp trước chúng ta, sớm đi thử sức. Thì ra là thế, thật là xã hội đáng chết, chỗ nào cũng có quy tắc ngầm. Tên du khách kia tức giận bất bình, sau đó nói, chẳng lẽ tinh quang không quản lý sao? Ta không tin tinh quang không có năng lực này bọn họ đã quản nếu không phải bọn họ quản chúng ta đến cơ hội thử sức cũng không có chu ca lắc lắc đầu loại chuyện này hắn ta đã sớm quen mắt giống như trước hầu như các nhân vật đều được quyết định nội bộ mặc kệ nhân vật có thích hợp hay không chỉ cần cho tiền đúng chỗ là được ai là người đầu tư người đó có quyền định đoạt hiện tại đã vô cùng tốt ở tinh quang chơi tiền hoàn toàn không thích hợp bọn họ chỉ cần diễn viên giỏi mặc kệ ngươi có phải nghệ sĩ nội bộ hay là diễn viên nổi tiếng, đều phải thông qua thử sức mới có thể xác nhận. Còn có những diễn viên rẻ cỏ bọn họ lại càng khó khăn, chỉ có một cơ hội thử sức, được thì lên không được thì xuống. Loại cơ hội này cũng giống với khoa cử thời cổ đại, cho đệ tử bần hàng có cơ hội lên cao. Đồng thời, cũng tiến một bước củng cố địa vị tinh quang. Đã có hơn 20 diễn viên rẻ cỏ thông qua con đường này trở thành minh tinh giới giải trí, phân lượng càng ngày càng nặng, bọn họ đã cho những diễn viên khác hy vọng vô cùng to lớn cho nên chu ca hy vọng tinh quang luôn tồn tại chế độ tinh quang cũng luôn tồn tại nghĩ tới đây chu ca tràn đầy mong đợi vỗ vỗ bả vai lâm bắc phàm lời nói thấm thía hiện tại ca ca ta đã quá thời lớn tuổi hy vọng xa vời không giống tiểu thịt tươi như ngươi hơn nữa khí chất của ngươi còn nổi trội như thế trời sinh để làm minh tinh sau khi ngươi trở thành minh tinh chớ quên kéo chu ca một cái Lâm Bắc Phàm vô lực giải thích, ta chỉ tới nơi này vui đùa một chút, cũng không muốn làm minh tinh. Rất nhiều minh tinh lúc bắt đầu cũng không phải tự nguyện đến, nhưng về sau bọn họ vẫn trở thành đại minh tinh tiếng tâm lừng lẫy cho tới bây giờ. Ta nghĩ ngươi cũng giống như vậy, ngươi là một viên minh châu không nên bị phủ bụi. Chu Ca Ân cần khuyên bảo. Chỉ thiếu chút nữa đã giao cả trách nhiệm cứu vớt thế giới cho ngươi. Ta cảm ơn ca. Lâm Bắc Phàm nói. Đâu có đâu có, Chu ca ta cái khác không được, nhưng ánh mắt nhìn người vẫn rất chính xác. Chu ca đắc chí. Xác thực rất chuẩn, trực tiếp bắt luôn đại lão sau màn ra. Chờ ước chừng 5 phút, rốt cục cũng đến phiên đám người lâm bắt phàm tiến vào. Mọi người xếp thành hàng, không nên gấp không nên gấp, từng người đến. Gọi đến tên ai người đó bước vào. Lúc này, thực tập sinh công ty giải trí bát nhã đang thử sức. Phía trước hội trường thử vai là một loạt giám khảo, ngồi ở chính giữa là phó đạo diễn tình yêu đầu tiên họ hàng chủ yếu phụ trách công tác tuyển vai diễn xem như nhân sĩ thâm niên ở tinh quang lúc đầu trong buổi thử vai giống thế này hắn ta là lớn nhất hắn ta định đoạt thế nhưng từ sau khi hai tiểu cô nương đến vậy thì không nhất định hiện tại người nào không biết trong tinh quang dương tử nhi và lại vi vi là hai tiểu nha đầu không thể trêu chọc dương tử nhi là tổng thanh tra âm nhạc tinh quang phụ trách hạng mục âm nhạc liên quan, chức vụ tương đương với tổng tài công ty chi nhánh tách ra, quyền cao chức trọng. Hơn nữa rất được tam cự đầu tinh quan thích, bối cảnh thâm hậu. Lại Vi Vi, trưởng bộ phận hiệu ứng đặc biệt của tinh quan, chức vụ trình độ gần giống như Dương Tử Nhi, do Lâm Bắc Phàm quản lý trực tiếp, dù là hai vị Mỹ nữ lão tổng nói bọn họ cũng không nghe. Hai vị tiểu tổ tông này đến làm giám khảo cùng hắn ta, người nói áp lực của hắn ta có lớn hay không? Hàng đạo không nhịn được mà nhìn nhìn. Nhìn ta làm gì, trên mặt ta có vết bẩn gì hay sao? Hai mắt Dương Tử Nhi trợn tròn. Hàng đạo cười một tiếng, "Cái này, tổng giám đốc Dương, ngươi cảm thấy mấy thực tập sinh kia thế nào, muốn để bọn họ vào vòng tiếp không, xem như một trong những người đại tuyển?" "Không phải ngươi là giám khảo chính sao, chuyện này còn phải hỏi ta?" Dương Tử Nhi hỏi lại. "Tuy ta là giám khảo chính, nhưng ngài là lãnh đạo" lão hàng, ngươi vậy là không được. Dương Tử Nhi nghiêm trang nói, chức vụ là chức vụ, công tác là công tác. Ở phương diện công tác tuyển vai diễn này, rõ ràng ngươi mới là chuyên nghiệp, ngươi có quyền nhất, cứ dựa theo cách của ngươi mà làm, không cần bận tâm tới ý kiến của người khác. Tổng Giám Đốc Dương nói rất đúng, thụ giáo. Hàng đạo lập tức cúi đầu. Bị một tiểu nha đầu có thể làm nữ nhi gọi là lão hàng, khóe miệng hàng đạo nhìn không được run rẩy trẻ nhỏ dễ dạy dương tử nhi cười cười rất có phong thái lãnh đạo hàng đạo được rồi ta lớn tuổi không so đo với tiểu cô nương ngươi mắt dương tử nhi chớp chớp lộ ra vẻ lanh lợi hỏi lão hàng trước kia lâm bắc phàm đã thử vai như thế nào ngươi theo hắn lâu như vậy hẳn có thể biết rõ nhanh nói cho ta nghe một chút đi ánh mắt tuyển người của lâm tiên sinh cực tốt hàng đạo lắc đầu cười khổ nhưng kỳ thật nói ra không sợ ngươi chê cười lâm tiên sinh tuyển vai diễn thế nào đến bây giờ ta cũng chưa thấy rõ không nên ấp a ấp úng nhanh nói cho ta dương tửu nhi càng hiếu kỳ hơn lập tức lấy ra dáng điệu lãnh đạo được rồi tổng giám đốc dương ta nói ngay đây hàng đạo nói phương thức lâm tiên sinh tuyển vai diễn nhanh vô cùng cơ bản chỉ cần nhìn một chút đã xác định xong cũng ví như tanh hùng xả điêu lần trước bình quân mỗi người thử sức chưa tới nửa phút thời gian này đã tính tính cả thời gian ra vào cửa. Tuy tốc độ rất nhanh, nhưng ánh mắt lại tinh chuẩn tới khiến người thắng phục, cuối cùng chứng minh tất cả nhân vật đều vô cùng thích hợp, cho nên mới có nhiều phim truyền hình và điện ảnh hay như vậy. Dương Tử Nhi nghe một cách thích thú, cảm giác như người ta đang khen nàng vậy. Tổng Giám Đốc Dương, ngươi còn muốn biết gì nữa không? Dương Tử Nhi phất phất tay, không, tiếp tục công việc của ngươi đi. Được, làm ngay hàng đạo nhìn một vị lãnh đạo nhỏ khác muốn hỏi thăm xem nàng nghĩ thế nào phát hiện nàng đang si mê nhìn một tiểu thịt tươi phía trước lập tức dập tắt ý nghĩ này ta vẫn không nên cắt đứt thời gian tự sướng của nàng thì hơn cuối cùng mấy tiểu thịt tươi và tiểu hoa đáng đều được vào vòng tiếp theo dù sao thì so với đội quân hỗn tạp phía ngoài hình tượng của bọn họ tốt hơn nhiều căn bản cũng tốt hơn trúng tuyển là chuyện hiển nhiên ngươi nhìn đủ chưa dương tử nhi vỗ vỗ đầu lại vi vi không đủ. Trời ơi, Tử muội, sao ngươi đánh ta? Lại Vi Vi uất ức nói: Ta cảm thấy ngươi không cần ăn cơm, chỉ cần nhìn bọn họ là đủ no bụng rồi. Dương Tử Nhi tức giận nói, nàng thật sự bị trình độ mê trai của Lại Vi Vi đánh bại, chẳng phải chỉ là vẻ ngoài đẹp mắt một chút thôi sao? Ngươi ở tinh quang còn chưa nhìn đủ sao? Lúc này, rốt cuộc cũng đến phiên đám người Lâm Bắc phàm tiến vào. Huynh đệ, ta lên trước xin cổ vũ ủng hộ cho ta. Chu ca có chút khẩn trương. Chúc ngươi thành công. Lâm Bắc Phàm rất hiểu chuyện. Hảo huynh đệ, ta đi. Chu ca quay đầu, hít sâu một hơi sau đó bước vào hiện trường thử sức, rất bi tráng, phong tiêu tiêu hề, dịch thủy hàng, tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàng. PS gió thổi hiu hắt, nước sông dịch lạnh. Tráng sĩ một khi ra đi, sẽ không trở về nữa. Kết quả đi vào không đến 3 phút đồng hồ hắn ta đã thương tâm đi ra. Huynh đệ, ta có lỗi với lời chúc phúc của ngươi, bọn họ nói tuổi ta quá lớn, không thích hợp diễn nhân vật tươi trẻ. Lâm bắt phàm lại một lần nữa hiểu chuyện, bớt đau buồn đi. Chu ca. Ta thương tâm như vậy ngươi cũng không an ủi ta. Chu ca tuổi thân. Không có việc gì, dù sao ngươi cũng bị đã kích quen, dù có thêm một lần đã kích nữa cũng không sao cả. Lâm Bắc Phạm cười. Vậy cũng đúng. Chu Ca cũng cười. Nhân viên công tác kêu tên, "Vị kế tiếp, Hồ Bác Nhất." "Chu Ca, xem ta báo thù cho ngươi, ngươi an tâm đi." Lâm Bắc Phạm ngẩng đầu mà bước đi vào. "Huynh đệ, đừng làm ẩu." Chu Ca quá sợ hãi. Lúc này, Lâm Bắc Phạm đã đi vào hiện trường thử sức. Đám người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, phản phất như nhìn thấy ánh sáng trắng đập vào mặt như nhìn thấy thiên sứ giá lâm chủ khảo hàng đạo phấn chấn hẳn lên chỉ cảm thấy người này tướng mạo đường đường ngọc thụ lâm phong trên người có một luồng khí chất cao quý thần bí phản phất như bạch mã hoàng tử bước ra từ trong tranh người như vậy trời sinh đã nên làm minh tinh mặc kệ kỹ năng diễn xuất của hắn ta có được hay không chỉ bằng vào giá trị nhan sắc này đã có thể biến thành tiểu thịt tươi đang hót dương tiểu nhi cũng cảm thấy người này quá đẹp trai độ đẹp trai đã sắp đuổi kịp lâm bắc phàm trong lòng nàng còn có mấy phần nghi hoặc rõ ràng người này chỉ là một người lạ sao ta lại cảm thấy quen thuộc như vậy đáng sợ nhất là lại vi vi thiếu nữ mê trai này lại trực tiếp kêu lên hai chữ lão công dọa đến lâm bắc phàm khẽ run rẩy sẽ không bị nhận ra chứ tóm lại lần đầu ra sân ấn tượng lâm bắc phàm lưu lại cho mọi người cũng không tệ thiếu niên giới thiệu tên của ngươi đi giọng hàng đạo thuần hậu nói những người đã thử vai trước đó hắn ta cũng lười hỏi tên, dù sao cũng chỉ là người qua đường, không cần phải biết. Nhưng hôm nay, hắn ta đặc biệt muốn biết tên vị thiếu niên trước mắt này, bởi hắn ta cảm thấy trong tương lai, rất có thể cái tên này sẽ vang tận mây xanh. Ta họ Hồ, tên Hồ Bác Nhất. Giọng nói của Lâm Bắc Phàm rất vang dội. Tên rất hay. Bác Nhất, cái tên vô cùng đơn giản lại truyền thống, ta nghĩ chắc chắn ngươi sinh ra trong gia đình quân nhân hoặc yêu nước, cuộc sống tương đối giàu có, được tiếp nhận nền giáo dục truyền thống chính quy, cho nên mới bồi dưỡng được khí chất công tử đặc biệt như vậy. Chắc chắn người nhà ngươi hy vọng ngươi có thể trở thành một vị quân tử khiêm tốn. Ta nói đúng không? Hàng đạo cười nói. Bối cảnh thân phận không sai, Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái. Vậy ngươi cảm thấy mình là người như thế nào? Hàng đạo muốn hiểu rõ vị thiếu niên này hơn. Lâm Bắc Phàm u buồn, giống như bị lạc trong vấn đề này, ta không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào, ta cũng không có quá nhiều chuyện để nói, bởi vì một chữ đẹp trai đã quán xuyên cuộc đời ta. Hàng đạo Dương Tử Nhi Lại Vi Vi Hàng đạo phun ngụm trà trong miệng ra, Dương Tử Nhi sợ đến mức ngồi không vững, cuối cùng trên khuôn mặt si mê cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Còn có rất nhiều nhân viên công tác, ban giám khảo ở hiện trường đều vì những lời nói của Lâm Bắc Phàm mà xảy ra rất nhiều rối loạn nhỏ, bọn họ bị lời nói này dọa hoảng, nhìn Lâm Bắc Phàm như gặp thiên nhân. Người này phải tự tin đến mức nào, da mặt dày đến mức nào, mới có thể nói ra những lời không biết xấu hổ như thế. Nhất là hàng đạo, vừa rồi còn khen người ta khiêm tốn, chỉ chớp mắt sau đã bị vả mặt, cảm giác này thật sự là xui như chó. Hắn ta cảm thấy quyền uy của mình bị khiêu chiến cực độ, nhất là đang ở ngay trước mặt hai vị lãnh đạo nhỏ. Thiếu niên, ngươi biết ngươi vừa nói gì không? Lâm Bắc Phàm trầm lắng nói, lời thật lòng. Sắc mặt hàng đạo lại tối sầm. Rất nhiều người ở hiện trường đều không nhịn được cười ra tiếng. Cái rắm. Hàng đạo không nhịn được mắng thành tiếng, rõ ràng ngươi đang nói năng bậy bạ. Lúc đầu ta còn tưởng ngươi là người khiêm tốn, nhã nhặn lịch sự, không ngờ lời thoát ra từ trong miệng ngươi khiến người ta hoảng sơ. Ngươi đi ra ngoài đi, nơi này không thích hợp với ngươi. Ta chỉ đang nói thật chẳng lẽ ngươi có thể tìm được người còn đẹp trai hơn ta sao? Lâm Bắc Phàm không tin, nếu ngươi không nói rõ ràng cho ta, ta đi ra ngoài sẽ nói ngươi chèn ép người mới, không cho rễ cỏ cơ hội xuất hiện. Ngươi, hàng đạo tức giận đến mức run rẩy. Mọi người ngưỡng mộ nhìn thiếu niên nghe con không sợ cọc này, tâm trạng cao sơn ngưỡng chỉ tự nhiên sinh ra. Thật rất biết tìm đường chết, không biết sao hắn có thể sống đến bây giờ. Lại vi vi vỗ bàn đứng dậy, hồ bác nhất, tuy ngươi rất đẹp trai nhưng thứ cho ta không thể đồng ý ngươi còn nhờ chỉ dạy lâm bắc phàm tỏ vẻ nghiêm nghị ta là lại vi vi người được giang hồ xưng lại nữ hiệp chính là kẻ hèn này lại vi vi cũng tỏ ra hơi nghiêm nghị làm việc dựa theo quy củ giang hồ nếu nói người đẹp trai đệ nhất thiên hạ ngoại trừ lâm bắc phàm của tinh quang cũng chính là bóp của ta không có người thứ hai nữa lúc này lại vi vi như nắm giữ được chân lý giọng nói khí phách trên người cứ như tự phát sáng, còn có nhạc nền. Khí chất của nàng cực kỳ mạnh mẽ. Người xung quanh đều trợn mắt há hốc mồm nhìn lại vi vi như bị thần thánh phụ thân, trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả một người từng trải như hàng đạo cũng bị khí thế này chèn ép nói không ra lời. Khen thẳng mặt ta như thế, ta rất xấu hổ đó. Sắc mặt lâm Bắc phàm hơi đỏ lên, tỏ vẻ tôn trọng. Nhưng bộ phim này vẫn phải diễn tiếp, Lâm Bắc Phàm không phục nói, sao ngươi có thể chứng minh hắn đẹp trai hơn ta chỉ dựa vào lời nói của ngươi chỉ dựa vào bản xếp hạng lão công trên tay ra sai rồi là bản xếp hạng mỹ nam mọi người tỏ vẻ khinh thường rõ ràng nói là lão công ký thế của lại vi vi bị đánh về nguyên hình lão công kia của ngươi cụ cụ bản xếp hạng mỹ nam là cái gì sao ta chưa từng nghe nói đến thứ đồ chơi này lâm Bắc phàm tò mò hỏi cái này, lại vi vi cười đắc ý, lại khôi phục khí chất của bản thân, nghiêm túc nói, đây là một phần mềm do ta tự làm ra, đặc biệt thu thập Mỹ Nam trên toàn thiên hạ, tiến hành đo đạc và đánh giá cấp bậc với khuôn mặt, dáng người cùng các yếu tố khác của bọn họ, cuối cùng đưa ra được một bản xếp hạng Mỹ Nam rất chân thực hiệu quả. Ngươi xem, đây chính là bản đánh giá tổng hợp của Lâm Bắc Phàm giá trị của hắn đã đạt đến cấp SSS trong truyền thuyết, đứng đầu bản. Ở đâu, ta xem một chút. Lâm Bắc Phàm tò mò đi tới. Dương Tử Nhi ngồi bên cạnh lập tức tránh xa lại Vi Lại dùng kỹ thuật cao siêu của bản thân làm ra thứ đồ chơi nhàm chán như thế, nàng không muốn nhận bản thân có quen người này. Lâm Bắc Phàm nhìn thứ đang được mở trên màn hình laptop, tự lầm bẩm, hóa ra là thật. Trong lòng hơi mừng thầm. Nhưng danh hiệu lại là, để nhất lão công của lại Vi Lại còn photoshop hình mình vào bên cạnh, thêm một cái khẩu hiệu, chúng ta là người một nhà ân ái. Lâm Bắc Phàm Nếu không phải Lâm Bắc Phàm đã kết hôn, hơn nữa đánh giá ở bên ngoài cũng không được tốt đẹp, giá trị nhan sắc bót của ta có thể đột phá cấp SSS, đạt tới cấp ít trước nay chưa từng có. Lại vi vi như chuyên gia có thâm niên tiến hành nhận xét, giá trị nhan sắc của ngươi cũng được, nhưng còn kém hơn bót của ta một chút. Chỉ cần ngươi thừa nhận sai lầm của mình, lại vi vi ta bằng lòng cho ngươi vị trí đẹp trai hạng 2. Lâm Bắc Phàm. Người xung quanh cũng đi ra, nhìn xem bảng xếp hạng Mỹ Nam trong truyền thuyết. Lại có một phần mềm như vậy, rốt cuộc phần mềm này có đúng không? Có lẽ tạm được, mấy minh tinh ta thấy đẹp trai đều được lên bảng. Thần tượng của ta lại xếp hạng 27, ta thấy ít nhất cũng xếp trong top 10. Dẹp đi, khuôn mặt kia chỉnh sửa quá nhiều, sao có thể xếp trong top 10? Lại bộ trưởng, phần mềm này của ngươi còn gì nữa không? có thể cho ta một phần không mũi thử vai trở nên lệch lạc các ngươi các ngươi hàng đạo thở dài ôi chỉ dựa vào một phần mềm của ngươi đã quyết định giá trị nhan sắc của ta cao hay thấp phải biết rằng máy móc là chết người là sống lâm bắc phàm vẫn không phục hắn cần càng nhiều chứng cứ để chứng minh giá trị nhan sắc đệ nhất của bản thân không sai hắn không biết xấu hổ vậy đó dù sao khuôn mặt hiện tại cũng không phải của hắn mất mặt thế nào cũng không sao cả lại vi vi hơi tức giận không ngờ ngươi lại ngu xuẩn mất khôn như vậy vậy ta đành phải đưa ra đòn sát thủ ngươi hỏi những người ở đây đi lâm bắc phàm có đẹp trai không có phải lâm bắc phàm là người đẹp trai đệ nhất thế giới không ai dám phản đối chẳng may truyền đến tai của vị kia bị hắn làm khó dễ thì phải làm sao bây giờ không sai lâm bắc phàm thật sự rất đẹp trai từ trước đến nay ta chưa từng gặp người nào đẹp trai như hắn. Giá trị nhan sắc của hắn đã sớm vượt ra khỏi biên giới, còn xuyên qua cả giới hạn giới tính. Chạy đến 500 năm sau, ngược về 500 năm trước, trong vòng ngàn năm không có đối thủ. Thần nhan của hắn muôn đời như một. Đôi mắt Lâm Bắc Phàm sáng rực lên, rất không biết xấu hổ nói, ánh mắt quần chúng sáng như tuyết, bây giờ ta thừa nhận Lâm Bắc Phàm là người đẹp trai nhất. Chúng ta đã thắng, mọi người vỗ tay lại vi vi dẫn đầu. Bốp 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 bốp. Người xung quanh yếu ớt hùa theo. Bốp 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 bốp. Mẹ nó, đời này chưa từng dối trá như vậy. Nỗi nhục mất nước. Dương Tử Nhi không thể nhịn được nữa, cuối cùng tức giận nói, các ngươi đủ chưa? Bây giờ chúng ta đang thử vai, các người thảo luận những việc lung tung rối loạn này làm gì? Thứ này có gì hay mà phải tranh giành? Quay hết về cho ta tất cả mọi người lại lùi trở về nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha